Chào các bác nhé, em lên sóng con rửa bát Panasonic TH1, hàng đấu giá cực đẹp, mẹ để mã số 10. Đối với hàng đấu giá thì lưng tôn thành vách, các bác nhìn nó rất là đẹp rồi, cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Chọn rất là phẳng, đời 2018 các bác nhé. C001, CM1. Nội thất thì như mới tinh, sửa với nước nóng 80 độ. Thật như mới, gần như là chưa dùng. Nhập toàn hàng TH1, hàng đầu giá đẹp. Chiếc này bán 7,8 triệu nhé, bảo hành 1 năm. Quay ngắn gọn như vậy, giá chưa phí vận chuyển từ Việt Nam qua nhé. Chào các bạn.